Hoa hậu Phạm Hương âm thầm trở về Mỹ. Thời gian qua, Hoa hậu Phạm Hương và chồng con đã có chuyến bay về Việt Nam thăm gia đình, kết hợp một số công việc riêng. Họ ở Việt Nam hơn một tháng. Khoảng thời gian này, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 cũng đang tham dự một talk show với fan hâm mộ để chia sẻ việc chuyện đời, chuyện nghề. Đáng nói, cô nàng cùng chồng doanh nhân cũng đã chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, cô vẫn chưa sẵn sàng công khai danh tính, dung mạo bạn đời sau 4 năm theo sang Mỹ sinh sống và làm việc. Mặc dù đã chụp ảnh cưới, nhưng thời gian, địa điểm diễn ra hôn lễ vẫn được bà mẹ hai con giữ kín. Tới mới đây nhất, Instagram cá nhân của Phạm Hương vẫn cập nhật hình ảnh gặp gỡ bạn bè ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế thì người đẹp Hải Phòng và chồng con đã lên đường về Mỹ từ ngày 20 tháng 7. Cụ thể thì một cộng sự của Hoa hậu đã đăng tải loạt ảnh ở sân bay, bình định tiễn gia đình Phạm Hương lên đường và cũng không quên gửi lời chúc chuyến bay an toàn.